Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 5 Sử dụng máy thu hình và bài tập môn công nghệ lớp 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang, theo bộ sách để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 15 nào. Rồi chúng ta sẽ đến với bài số 1 này. Chọn đáp án đúng khi nói về máy thu hình. Rồi chúng ta sẽ có này. Tác dụng của máy thu hình là. Đấy, chúng ta sẽ xem đây là tác dụng của cái máy thu hình. Là để xem chương trình truyền thanh. Như vậy máy thu hình mà xem chương trình truyền thanh đúng không? À, chương trình truyền thanh là của máy thu gì? Máy thu thanh, đúng không nào? Để xem các chương trình truyền hình, đúng không? À, đúng rồi. Đây chính là gì? Đáp án này kìa. Xem các chương trình truyền hình. Rồi, để nghe các chương trình phát thanh, đúng không? Không. Để nghe các chương trình truyền hình có nghe được không? Không nghe được mà phải là gì? Xem, đúng không nào? Như vậy đây chúng ta sẽ là đáp án B các em nhé. Rồi sang bài 2 nào. Hãy điền cái từ thích hợp vào chỗ trống. Như vậy đây tôi cho này. Chấm chấm chấm. Đây là nơi sản xuất các chương trình truyền hình, phát tín hiệu truyền hình qua anten hoặc là qua cáp truyền hình. À như vậy thì cái nơi mà sản xuất các chương trình truyền hình chính là gì? Chính là đài gì? Đài truyền hình, đúng không? Nơi mà sản xuất chương trình truyền thanh là đài truyền thanh, dễ như ăn kẹo, đúng không nào? Rồi, nơi mà cái gì để thu tín hiệu truyền hình, phát hình ảnh trên màn hình và âm thanh đa loa. À, đây chính là gì? Máy gì các em? Máy gì nhỉ? Máy thu hình, đúng không? Đấy, máy thu hình. Hay mình có thể gọi một cái tên gọi nó dân dã hơn, đó chính là gì? TV, đúng không nào? Là cái thu tín hiệu truyền hình, phát hình ảnh lên màn hình và âm thanh ra gì? Ra loa, được chưa? Rồi, sang bài số 3 này. Hãy chọn cái từ thích hợp trong các từ sau. Người ta cho này, đài truyền hình, kênh truyền hình để điền vào chỗ trống. Như vậy đây chúng ta có hai chỗ này. Số 1, số 2 thì mình sẽ chọn đây là đài truyền hình hay kênh truyền hình nè. Đây là thường phát nhiều kênh truyền hình khác nhau. À như vậy cái nơi mà thường phát nhiều kênh truyền hình khác nhau thì chúng ta sẽ điền đây là gì? Đài truyền hình, đúng không? Đài truyền hình mới phát nhiều chương trình truyền hình khác nhau, đúng nào? Và mỗi một cái gì? Mỗi một kênh truyền hình, đúng không? Mỗi một kênh truyền hình thì lại gồm nhiều chương trình truyền hình với nội dung đa dạng phù hợp với nhiều lứa tuổi. Đấy, chẳng hạn như kênh VTV1 chẳng hạn thì nó sẽ rất là đa dạng về tin tức, về thời sự, về chương trình của thiếu nhi, đúng không? Về chương trình của dân tộc vân vân, rất là nhiều. Đấy, vậy chúng ta sẽ chọn số 1 là đài truyền hình, số 2 đây là kênh gì? Kênh truyền hình các em nhé. Rồi. Sang bài số 4. Em hãy nêu 5 điều tốt và 5 điều không tốt của máy thu hình đối với cuộc sống của chúng ta. À như vậy thì với cái câu bài này nè, đây là một cái bài vận dụng khá là khó, đúng không nào? Thì có thể giáo viên người ta sẽ không yêu cầu chúng mình làm cái bài này. Đấy, tuy nhiên thì thầy giải ở đây thì sẽ đưa cho chúng ta một số những cái gợi ý để chúng ta tham khảo. Và nhớ rằng những cái gợi ý này của thầy là ở góc nhìn cá nhân nha. Đấy, góc nhìn cá nhân của thầy để các em tham khảo nhé. Và thầy nhắc lại này, cái câu này này, đây là một cái câu vận dụng cao đấy. Khá là khó đối với lứa tuổi của chúng ta. Đấy, và có thể giáo viên người ta sẽ không yêu cầu mình làm cái câu này nhá. Tuy nhiên thì thầy sẽ đưa cho chúng ta 5 cái điều tốt đối với máy thu hình nè. Đúng không nào? Máy thu hình thì sẽ có điều tốt là sẽ cung cấp cho mình cái gì nhỉ? À, cung cấp cho mình các cái thông tin, đúng không?
các thông tin thời sự. Đấy, khi chúng ta xem bản tin thời sự, đúng không? Đây là điều tốt, đúng không nào? Thứ hai là gì? Cung cấp cho mình chương trình gì? Cung cấp các cái chương trình giải trí. Đấy, đúng không nào? Đấy, đúng không nào? Đây là cái điều có, đúng không? Rồi, và thông qua cái việc mà chúng ta xem các cái kênh truyền hình á, thì sẽ có một cái tác dụng nữa, đó là giúp cho mình làm sao? Giúp cho mình hiểu biết hay là nâng cao, đúng không? Nâng cao hiểu biết về, nâng cao hiểu biết về gì? Về cái thế giới xung quanh, đúng không? Đấy, chẳng hạn người ta sẽ chiếu về cái chương trình động vật đó, hoặc là chiếu về cái chương trình lịch sử gì đó. Đấy, thì các em xem chúng ta sẽ có những cái hiểu biết về thế giới xung quanh, đúng không? Rồi, và một cái lợi ích nữa của cái máy thu hình đó, đó là gì? Sẽ giúp cho chúng ta, giúp chúng ta hình thành gì? Hình thành được tính cách. Đó, có những cái câu chuyện, có những cái nhân vật trong các cái bộ phim hoặc là những cái câu chuyện mà mình xem á, thì mình sẽ là gì? Học theo. Đấy, nó rất là hay, đúng không nào? Vậy thì đây chính là gì? Giúp cho chúng mình hình thành được tính cách. Và thầy nhắc lại, đây là cái quan điểm cá nhân của thầy nha các em. Đấy, để chúng ta biết nha. Rồi, và khi mà xem truyền hình á, cả nhà chúng ta đều xem thì sẽ tạo một cái sự, tạo cái không khí, tạo không khí đầm ấm, đúng không? Cả nhà ngồi xem một bộ phim, đúng không nào? Đấy, thì rất là vui. Buổi tối thứ bảy hoặc là tối chủ nhật, đấy, chúng ta cả nhà cùng ngồi xem một bộ phim hoặc là xem một cái chương trình truyền hình nào đó, đấy, thì chúng ta sẽ là gì? Tạo cái không khí đầm ấm của ai? Của gia đình. Được chưa? Đấy, vậy thì đây là ở góc nhìn cá nhân của thầy em nhé. Rồi, như vậy thì đó là những cái điều tốt này. Bây giờ chúng ta sẽ cung cấp cho 5 cái điều không tốt của cái máy thu hình. À, như vậy khi chúng ta xem cái máy thu hình nhiều á, có thể gây gì? Mỏi mắt, đúng không? Khi mà xem quá gì? Xem quá nhiều, đúng không? Hay là xem quá lâu. Hãy thông thường chúng ta chỉ xem khoảng 2 tiếng là nhiều lắm rồi, đúng không? Có những bạn ngồi cả buổi sáng, cả buổi tối chúng ta xem thì nó sẽ gây mỏi mắt nhé. Rồi, cái thứ hai là khi mà chúng ta xem thì cái điều không tốt ở đây sẽ có một cái ảnh hưởng là gì? Là chúng ta sẽ bắt chước. Đấy, chúng mình sẽ bắt chước hay là học theo cái gì? Cái không tốt. Đó, có thể là học theo cái không tốt, đúng không? Đấy, có thể là cái chương trình người ta đưa lên về cái nhân vật, về cái bộ phim nào đó, nó có những cái nhân vật xấu á, thì đôi khi mình không biết đó là cái xấu mà mình đi học theo. Đấy, vậy thì đây là cái điều rất là nguy hiểm nha các em. Đấy, và khi chúng ta xem cái chương trình nào thì phải phù hợp với lứa tuổi của chúng mình. Được chưa? Đó. Như vậy chúng ta sẽ có cái điều không tốt thứ hai là chúng ta sẽ học theo những cái điều mà không được tốt lắm, đúng không nào? Rồi, và cái thứ ba là gì? Sẽ hạn chế đi, hạn chế cái khả năng gì? Giao tiếp của các em. Đấy, đây là thầy nhắc lại nha, đây là góc nhìn quan điểm của thầy nhá, được chưa? Đấy, đừng, và nếu mà các bậc phụ huynh có xem được cái này thì chúng ta cũng xem đây là cái góc nhìn quan điểm của cá nhân tôi đối với những cái điều không tốt khi mà sử dụng cái máy thu hình này, được chưa? Đấy, hạn chế cái khả năng giao tiếp của trẻ. Bởi vì sao? Bởi vì không có thời gian để giao tiếp với người ngoài,
tối ngày là gì? Chúng ta tập trung vào cái máy thu hình, đúng không nào? Giao tiếp vậy thì chúng ta sẽ có thêm cái giải thích ở đây đi cho nó rõ này. Vì không có thời gian, thấy chưa? Không dành cái thời gian, vì là dành thời gian cho gì? Vì dành hết cái thời gian cho xem, để xem tivi, thời gian để xem tivi, đúng không? Đấy, giải thích rõ như vậy. Rồi, một cái điều không tốt tiếp theo là có thể là gì? Gây gì? Ảnh hưởng đến tâm lý, đúng không? Ảnh hưởng đến tâm lý. Ảnh hưởng tâm lý. Khi mà chúng ta xem những cái tin tức, hay là xem những cái bộ phim, hay là xem những cái bản tin, hoặc là cái chương trình truyền hình nào đó mà nó làm cho chúng ta là gì? Có thể xúc động, có thể là bực tức, hoặc là có thể là gì? Cảm thương với cái nhân vật đó, thì chúng ta sẽ là gì? Gây tới việc mà ảnh hưởng tâm lý, đúng không? Rồi, và một cái tiếp theo đó là gì? Đó là chúng ta sẽ mất dễ mất tập trung. Và cái phần này thì nó không hợp lý lắm, đúng không nào? Một cái điều không tốt thứ năm, và thầy nhắc lại đây là chỉ là cái quan điểm về góc nhìn cá nhân của thầy nhé. Câu này là một trong những câu là khá là khó đấy, không phải là dễ đâu các em. À đúng rồi, cũng có thể là gì, sẽ ảnh hưởng đến đâu, đến giấc ngủ, đúng không? Ảnh hưởng đến giấc ngủ, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Nếu mà sao, nếu mà xem quá nhiều ấy, thì nó bị hàn gắn vào trong não bộ của chúng mình, thì khi mình ngủ thì mình lại mơ tới cái chương trình đó, đúng không? Cái nhân vật đó ở cái bộ phim mà mình xem, đúng không nào? Đấy, như vậy thì đây chính là gì? Cái quan điểm cá nhân nha. Rồi, như vậy đây chính là gì? Dành hết thời gian để chúng ta xem gì? Xem tivi này. Đấy, thì nó sẽ hạn chế đi cái khả năng giao tiếp. Được chưa? Và thầy nhắc lại đây là quan điểm cá nhân của thầy về 5 cái điều tốt và 5 điều không tốt đối với máy gì? Máy thu hình nhá. Sang bài 5. Đánh cái dấu tích vào các thẻ tên của mỗi chương trình truyền hình phù hợp với lứa tuổi của em. À, giọng hát Việt nhí này, tên chương trình này có phù hợp không? Quá phù hợp. Nông dân vui vẻ, lứa tuổi chúng ta thì chưa phù hợp lắm, đúng không nào? Vui, khỏe, có ích, có phù hợp không? À, chương trình này cũng có thể là phù hợp này, một phần nào, đúng không nào? Rồi, Chúng tôi là chiến sĩ. Đấy, chương trình rất là nổi tiếng, đúng không nào? Đấy thì hầu như lứa tuổi nào cũng được. Tuy nhiên thì lứa tuổi của chúng ta cũng chưa phù hợp lắm. Học vẽ cùng ếch cốm này, phù hợp này. Xứ sở cầu vồng này, phù hợp không? Phù hợp, đúng không nào? Bố ơi, mình đi đâu thế này, phù hợp này. Bản tin tài chính có không? Không. À, biệt tài tí hon này, phù hợp nhá. Đấy, vậy thì đây là những cái gì? Những cái chương trình truyền hình mà phù hợp với lứa tuổi của chúng ta. Được chưa nào? Rồi, như vậy thì trong ít phút chúng ta đã thực hiện xong được cái bài số 5 này. Và đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video này đến cho các bạn các em nhé. Hẹn gặp lại các em ở bài tiếp theo.